chắc kiếm hai khúc sắt anh kê ở dưới quá anh Thương, nó nặng như nó tuột xuống á. Cây cầu á bển bên ai đổ hả? Chắc hồ có làm ướt cái này không anh Hưng? Thiền xin mến chào các cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay Thiền tới đây nhờ anh Thương lắp cái bảng lưu niệm của cây cầu Kinh Ngang. Thì thời gian cũng khá là dài, Thiền làm cây cầu này cũng xong mấy bữa rồi, nhưng mà cái bảng đặt về đó thì ngày hôm nay người ta mới giao cho Thiền được đó. Thì ở đây nhờ anh Thương lắp cái bảng lưu niệm này. Đây là tên các cô chú anh chị đã gửi tiền cho Thiền giúp đỡ xây dựng cái cầu Kinh Ngang và cầu Kinh Sáu Thước, với lại làm cái đường lộ. Thì Thiền để chung một bảng này tên các cô chú anh chị đó. Thì Thiền làm hai cái bảng, một bảng là cầu Kinh Ngang với một bảng là cầu Kinh Sáu Thước. Thì đây cũng là tên các cô chú anh chị giúp đỡ xây dựng hai cây cầu luôn. Thì Thiền để chung như vậy, nhưng mà cái số tiền đó, nó đủ làm hai cây cầu này luôn á. Thì cho nên Thiền quay phim ngày hôm nay là thứ hai, thì sáng thứ tư Thiền sẽ khánh thành cái cầu này. Thì ở đây Thiền quay cái bản lưu niệm với lại một vài hình ảnh cây cầu đó trước khi khánh thành. Em mời mọi người cùng xem nha. Thiền xin được đọc tên các cô chú đó ủng hộ xây dựng cầu Kinh Ngang. Ở đây cô chú anh chị nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng cầu và làm đường lộ: chị Chắc Si Nguyễn 300 đô la Mỹ, bác Đoàn Bạch Tuyết, bác Dương Văn Định, Phạm Thị Nga 900 đô la Mỹ, chị Linda Kim Nguyễn 1.000 đô la Mỹ, chị Vicky 500 đô la Mỹ, chị Thanh Đỗ ủng hộ 500 đô la Mỹ để xây dựng đổ đường lộ, chị Phương Võ ủng hộ 400 đô la Mỹ, chị Nhi Anh Úc 300 đô la Mỹ, chị Phan Thị Phượng 200 đô la Mỹ, cô Hương Anh Thư Thanh Tâm 500 đô la Mỹ, cô Đinh Thị Vệ 300 đô la Mỹ, cô Từ Bi Hoa Từ Tâm Hạnh 200 đô la Mỹ, chị Hồng Anh 100 đô la Mỹ, cô chú Hứa Thị Hiệp 200 đô la Mỹ, cô bé Phan chú Nhung Phan 50 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Chi Mai 20 triệu đồng, cô Huỳnh Kim Mai 10 triệu đồng, cô Kim Liên, cô Thanh, cô Lan, cô Hoàng, cô Thu Lương, cô giấu tên 2.000 Canada, chú Phát, cô Trinh 30 triệu đồng, chị Trần Thị Cúc 300 Canada, anh Trần Văn Giào 200 Canada, chị Jenny Ung 3 triệu đồng, chị Vivian Lê 100 đô la Mỹ, anh Lê Tùng Dương 3 triệu đồng, cô Vương Huệ Tuyền 200 đô la Úc, chú Hứa Văn Búng 500 đô la Mỹ, cô Minh Nguyệt 5 triệu đồng. Thì nãy giờ là Thiền đọc tên các cô chú anh chị đã ủng hộ xây dựng hai cây cầu, cầu Kinh Ngang, cầu Kinh Sáu Thước, và ủng hộ để làm đường lộ. Thì khi mà làm đường lộ thì cũng có một bác hôm trước cũng có gửi tiền cho Thiền nữa để xây dựng là đường, đó là 100 đô nữa. Thì Thiền cái phần đó thì Thiền sẽ đọc tên sau. Thì chú Út chở vật liệu tới để sửa lại cái nhà với làm thêm nhà vệ sinh nữa cho dì Hen. Dì Hen với mấy đứa cháu. Vật liệu để cặp bên hông. Vui quá ha, vui quá ha. Ăn cơm chưa con? Mấy đứa ăn cơm chưa? Ăn rồi.
Hôm nay tụi con chở vật liệu tới để làm lại cái nhà này cho dì nghe. Dạ. Dì thấy vui không? Vui chứ, mừng chứ. Dạ, bữa nay dỡ nhà ra rồi hả? Dỡ gọn, dỡ ên là ngành chứ đành tiếp. Dạ. Còn hai cái tháo chưa được. Dạ. Con làm lại cái nhà này lót gạch từ trước ra sau cho dì luôn, cho sạch sẽ luôn. Rồi căng cái nền ở phía sau lên bằng cái nền ở phía trước luôn á. Rồi đúng rồi. Dạ. Nó nói thiếu thì nó về nó trả. Dạ. Không thiếu đâu này, chắc cũng không thiếu nhiều đâu. Đủ. Biết sao nó tính cho con lên tường tới đây luôn nè. Không, không có lên tường đâu. Tại cái nền của dì yếu quá, giờ lên tường không nổi đâu nghe. Lên là nó sập á. Rồi đi đi lại đẳng xíu. Đập cái nhà vệ sinh ra luôn hả? Đập hết trơn luôn, đập tiếp. Vì biết sao không? Cái nền đất của dì đây, đất nó yếu lắm á. Mà giờ dì lên tường là nói sao nó gãy tường á. Chẳng thà dì cuốn nền lên lót gạch rồi làm tôn, nó dựng tôn vậy mà nó êm hơn. Nè dì thấy chưa, mấy cái cây cột bây giờ nó ngã rồi đó, thấy không? Tại vì đất nó lúng á, nó mềm á. Cái mương nè, dưới cái sông nè. Đúng rồi, cái này là cái mương mà, đó lấp mương mà. Lấp sông. Lấp sông phải không? Sông ông Tư đó. Dạ, thì bởi vì con nói này đất nó yếu lắm. Chị còn tháo hai cái này nữa nè. Tháo hai cái cột này ra. Cái cột này dỡ ra nữa. Dạ, dỡ ra hết luôn đi, rồi tụi con mới làm lại cho được. Thì bữa nào tụi con lại làm đó, rồi dì dỡ luôn. Dạ. Mới có người kêu thêm tiếp. Dạ. Chứ gì với ông hai đâu nghe nổi. Rồi tính xài nước chỗ nào, xài chỗ cũ hay gì? Nước đi đường này nổi nè. Rồi tới bên về nó làm cái này rồi. Hả? Bây giờ làm cái cửa đặt ở đây rồi xài nước ở bên ngoài hay là xài trong nhà luôn? Trong nhà, bên trong... ngoài đó người ta gọi giáp mí rồi đó. Vậy hả? Ra là, tới đây giáp mí rồi. À, nhưng mà cái toilet nằm ở đâu? Đấy. Sang bên luôn hả? Ừ. Rồi làm cái cửa mở ra mở vô luôn, ở trong nhà luôn. Ừ. Ha. Dạ. Như vậy để cho nó dễ. Rồi cái nào mà thấy không có cần thiết bỏ hết. Là bỏ hết luôn nghe, làm xà bần luôn. Của nó tao cho nó đem về muốn cái đó thôi. Dạ. Chứ đừng có liên tiếc nữa, liên tiếc cái đầu nó bề bộn giờ hoài luôn á. Ừ. Dạ. Đồ của em tao gửi cho em về không hết rồi. Dạ. Rồi vậy con cũng mừng cho dì rồi đó. Cảm ơn anh Đặng Chí Thành rất là nhiều đã giúp đỡ cho mấy bà cháu. Rồi đây còn sắm một số vật dụng trong nhà nữa nè, giường ngủ rồi nè. Rồi sắm cái tivi cho tụi nhỏ nó coi nữa. Ha, đỡ buồn. Ở nhà có tivi chưa? Có mà nó hư rồi. Hư rồi hả? Dạ, vậy tới nữa. Tới nữa tụi con sắm cái tivi cho. Nghe. Dạ. Cái này là phần vật liệu cát đá xi măng để xây dựng cái nhà này lại cho dì hen. Nhà này dọn ra cái đồ tủ khủ hết trơn ha. Nhìn thấy cái tủ đồ nè, thấy cái tủ đồ đó hư rồi. Thấy quả chè đậu luôn nè. Đây tới năm đứa nhỏ nè. Ừ. Rồi còn mấy nhỏ giãn hết tại tôi để cho mặt qua mùa mưa cái đó. Dạ. Dì muốn cái nền sau nó bằng với cái nền trước hay là thấp hơn chút xíu vậy? Để xài nước nó không có bị tràn vô. Cho nó thấp hơn một tí nghe, khoảng 5 phân ha. Để nhiều khi dì biết sao không, cái nước nó không có bị ngược lên phía trên lại á. Dạ.
Tại vì cái nền dưới này thực chất nó cũng quá trời cao, nó cao hơn ở dưới cả thước. Đây, tụi con lấy ra lại tới nữa làm lại cái cửa bằng cửa sắt cho dì luôn. Chứ bây giờ cửa cây thì không có, nó bị cấn cái nền này. Rồi đang lưu bui thôi, để con có gì chiều chiều con ghé thăm gia đình lại. Cái tivi cũ nằm ở trên đó đó hả? Hư rồi. Đem cho.